Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì tiếp tục anh Tuấn đến từ Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến tận cơ sở của mình sắm máy mô tô xuyên tác phiên bản V2.4. Thì bây giờ là công tác anh đang dùng bộ máy mô tô xuyên tác phiên bản V2.4 anh thực hành trên chiếc xe Blade đời 2011-2012. Và bây giờ thì khi mà anh thực hành nạp phần mềm thì chắc chắn anh em phải dùng cáp DLC03 cho mình rồi. Vậy thì trong những cái bộ máy mới bây giờ thì anh em có cáp đa năng rồi nhé. Anh em không cần phải cắm rắc lẻ như trước nữa nhé. Thì những cái sợi cáp đa năng này trước đây anh em mua máy mà chưa có ấy, thì anh em có thể liên lạc với mình. Mình gửi cáp đa năng cho anh em nhé. Mỗi một bộ cáp đa năng này là có giá là 500 nghìn. Và anh Tuấn thì cũng đã có thể nói là sử dụng máy cũng là rất ok rồi. Đấy. Anh cũng nắm bắt được những kỹ thuật căn bản rồi. Bây giờ anh đang kết nối rắc DLC03 vào rắc chẩn đoán lỗi và anh sẽ thao tác trên bộ máy mô số xuyên tác phiên bản V2.4. Vâng, anh em thấy xem có điều gì khác biệt hơn không nhé. Máy mô tô SCAD 2.4 dùng tuyệt vời lắm anh em ạ. Rồi, anh thao tác hộ mình ạ. Mô tô SCAD. Moto ScanTab xin chào anh Nguyễn Đình Thiện, mời anh chọn chức năng từ menu. Vâng, vậy thì anh em thấy là bây giờ luôn luôn đồng hành cùng anh em là một cô trợ lý ảo hướng dẫn anh em từng bước anh em thao tác trên máy nhé. Mình có thể thao tác lại để anh em nắm được ngay từ lúc ban đầu này. Mình làm lại từ đầu này. Rồi, anh bắt đầu anh thao tác đi. Moto ScanTab xin chào anh Nguyễn Đình Thiện, mời anh chọn chức năng từ menu. Thông báo, hiện tại, DTD ô tô đã có một phiên bản firmware mới hơn cho phần cứng bộ chuyển đổi điện tử Moto. Mình thông tin luôn cho anh em nhé, chức năng nạp phần mềm. Thì anh em vào tìm xe thủ công cho mình nhé. Yêu cầu kết nối Moto ScanTab với xe qua rắc chẩn đoán. Sử dụng cáp DLCPN MTB08DLC01. Cấp nguồn cho Moto ScanTab. Sử dụng cáp nguồn PN MTB08POWIA. Yêu cầu kết nối Moto ScanTab với xe qua rắc chẩn đoán. Sử dụng cáp DLC Prop ICMPN MTB08DLC03. Cấp nguồn cho Moto ScanTab. Sử dụng cáp nguồn PN. Cảnh báo, không tắt khóa điện hoặc ngắt kết nối khi Moto ScanTab đang làm việc. ICM này tuyệt đối không để mất kết nối, nếu không sẽ lỗi ICM không thể cứu lại. Trạng thái. Thông báo, mã ICM của xe là 38.770 kVGV41. Bấm nút tiếp tục để tiếp tục nạp phần mềm hoặc hiệu chỉnh AF. Bấm nút thoát để chọn nạp với mã ICM khác. Chú ý, cần chọn đúng mã hoặc mã tương ứng cùng phiên bản ICM, nếu không có thể lỗi ICM. Vâng, vậy thì khi mà ta tới phần này thì anh em thấy là xe sẽ có rất nhiều cái nạp phần mềm. Ví dụ đầu tiên là nạp phần mềm gốc ECM, đúng không ạ? Với những xe mà nhạt hòa khí thì tùy theo mức độ đậm nhạt mà anh em có thể lựa chọn là nạp phần mềm gốc EF -10%, -20%,
Đấy, đây rồi còn những cái file mà người dùng tự biên tập bên này. Đấy, rồi nạp phần mềm người dùng tùy chọn. Đấy, có những cái file như vậy, rồi có cả cái cứu hộ eSIM. Với những xe mà không may mà anh em dùng máy không đúng tiêu chuẩn, anh em nạp mà không may bị hỏng đấy thì có thể là cứu hộ được nhá. Đấy, rồi trên đây là nạp phần mềm gốc AF cộng 10%. Đấy thì mình cũng giải thích luôn là cộng 10%, cộng 20%, cộng 30%. Thì với những xe mà bị nhạt hòa khí quá, đấy, tùy theo mức độ nhạt mà anh em có thể chọn cái phần mềm gốc cộng 10% hoặc 20% hoặc 30%. Đấy là gọi là tăng cái độ đậm tỷ lệ hòa khí lên. Và hôm nay thì anh Tuấn, anh sẽ dùng chức năng này, anh nạp phần mềm gốc cho eSIM luôn nhé. Vậy thì anh sẽ chọn vào chức năng là nạp phần mềm gốc eSIM. Đây là phần mềm gốc tiêu chuẩn xịn sò của Honda. Cảnh báo, chức năng này chỉ dành cho những thợ sửa chữa đã được đào tạo bài bản, thực sự hiểu về kỹ thuật và chỉ sử dụng với mục đích cứu hộ, phục hồi eSIM về nguyên bản của nhà sản xuất khi lỗi chắc chắn do eSIM đã bị can thiệp phần mềm sai kỹ thuật và trong các tình huống bất khả kháng. Tuyệt đối không được lạm dụng chức năng này trong việc sửa xe hàng ngày cho những người sửa xe dân dụng thông thường hoặc cố ý làm các công việc phi kỹ thuật, tiếp tay cho tiêu cực xã hội, mất an toàn cho xe và người sử dụng. Khách hàng cam kết đủ hiểu biết về chuyên môn và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi thực hiện chức năng này. Trạng thái, Moto ScanTab đang nạp và hiệu chỉnh dữ liệu eSIM. Trạng thái, Moto ScanTab đang nạp dữ liệu eSIM. Lưu ý, không tắt khóa điện hoặc ngắt kết nối hoặc ngắt ắc quy trong quá trình nạp dữ liệu. Trạng thái, Moto ScanTab đang nạp dữ liệu eSIM. Lưu ý, không tắt khóa điện hoặc ngắt kết nối hoặc ngắt ắc quy trong quá trình nạp dữ liệu. Vâng, dữ liệu của các ESU nhỏ thì dữ liệu cũng ít cho nên là nạp rất nhanh em ạ. Còn những dữ liệu của những cái ESU to đấy, xe đề ACG ấy, thì thường là nạp lâu hơn một chút vì dữ liệu rất là lớn. Xin chúc mừng, nạp phần mềm gốc eSIM thành công. Yêu cầu tắt sau đó bật khóa điện và nổ máy guarantee 10 phút để eSIM thiết lập lại. Vâng, vậy thì máy MotoSetup phiên bản V2.4 đã nạp phần mềm gốc cho eSIM thành công. Và anh em làm theo hướng dẫn, anh em phải tắt sau đó bật khóa điện và nổ máy guarantee 10 phút để eSIM thiết lập lại. Vâng, mình sẽ làm đúng theo máy. Và bây giờ anh Tuấn, anh sẽ tắt khóa điện đi và anh bật khóa điện lên để nổ máy. Rồi, cứ để cho xe nổ máy bình thường. Vâng, vậy là anh Tuấn, anh đến từ cơ sở, đến tận cơ sở của mình. Đấy, anh đến từ Thanh Hóa, anh đến tận cơ sở của mình để sắm máy MotoSetup phiên bản V2.4. Và anh cũng nhờ mình là đào tạo nhanh, để hướng dẫn sử dụng trong vòng 1 đến 2 ngày. Vì anh cũng hệ thống phun xăng điện tử xe thế hệ mới anh cũng chưa nắm được chắc lắm. Vâng, vậy thì có thể nói là những anh em mà
mua máy, mua sơn cát, nếu như anh em có điều kiện đến tận cơ sở của mình mà anh em còn yếu về hệ thống xe phun xăng điện tử thì mình có thể đào tạo miễn phí từ 1 đến 2 ngày cho anh em, để anh em không bị bỡ ngỡ khi anh em sử dụng máy, cũng như anh em hiểu thêm về hệ thống các cảm biến trên xe, cũng như là nguyên lý hoạt động cấu tạo của chiếc xe của mình. Và khi anh em đã làm chủ công nghệ thì anh em xem cũng hoàn toàn tự tin khi mà anh em sửa những cái dòng xe phun xăng điện tử thế hệ mới này nhé. Vâng, vậy thì một lần nữa xin cảm ơn anh Tuấn đã không quản ngại đường xa xa xôi đến tận cơ sở của mình, ủng hộ mình những bộ máy motion tap và cũng thực hành trên những chiếc xe thực tế như thế này, để anh làm quen với phương pháp sử dụng máy và các phương pháp tìm bệnh trên xe. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh nhé. Vâng, mình xin kết thúc video này ở đây. Những anh em có nhu cầu về các bộ máy motion tap phiên bản V2.4 trực tiếp liên lạc với mình theo số điện thoại ở phía dưới bên phải màn hình, mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Vâng, mình xin chào và hẹn gặp lại.